Xin chào các bạn đã đến với DETVN Duolingo English Test Việt Nam. Trong thời gian vừa rồi thì cô Quỳnh có lên một số video clip hướng dẫn một số nội dung liên quan tới việc là cái quy tắc, cái luật khi mà chúng ta làm bài thi DET như thế nào. Thì trong đây có một số cái điểm lưu ý cô muốn giải thích sâu hơn cho các bạn. Đó là về cái lỗi sai hoặc là phạm cái lỗi là chúng ta nhìn ra ngoài màn hình quá nhiều lần thì dẫn đến đó là bài thi nó bị vô hiệu, có nghĩa là bị invalid đó các bạn. Thì có rất là nhiều bạn bị cái lỗi này gần đây và các bạn có nói với cô rằng là cô ơi, em không có nhìn ra khỏi màn hình, em luôn luôn duy trì ánh mắt trong cái khung bài làm của em thôi. Thì một cái câu trả lời từ tổ chức DET á, mà họ cũng đã có câu trả lời vào khoảng cách đây khoảng 3 4 năm về cái trường hợp này, bởi vì có rất là nhiều những bạn gặp cái lỗi này. Thì DET có trả lời cho chúng ta rằng là đối với những cái câu hỏi nào mà liên quan tới việc chúng ta cần phải trả lời bằng việc viết á, có nghĩa đánh máy á, thì chúng ta có quyền nhìn Glance. có nghĩa là nhìn lướt xuống cái bàn phím mà chúng ta đánh máy chúng ta trả lời. Đối với những cái câu trả lời nào mà chúng ta cần phải nói, có nghĩa là ví dụ như bài speak about a photo, hay là bài speak about a topic, hay là bài speaking sample ở cuối cùng của bài thi á, thì chúng ta không có nên nhìn vào màn hình mà nên giao tiếp cái ánh mắt của chúng ta với cái webcam, hay còn gọi là cái camera trước trên các thiết bị của các bạn á, ha các bạn ha. Thì khi mình làm những cái bài nói thì không có liên quan gì tới cái bàn phím hay là tới cái màn hình, thì chúng ta hãy duy trì ánh mắt, kết nối ánh mắt gọi là eye connect với lại cái thiết bị webcam hay là cái camera trên thiết bị thi của mình nha các bạn. Điều này rất là quan trọng để chúng ta tránh được cái lỗi là ánh mắt chúng ta rời khỏi màn hình quá lâu. Đây là cái lưu ý của cô, cái nhắc nhở của cô dành cho các bạn nha. Và các bạn có thêm câu hỏi nào liên quan tới các luật thi hay là các lỗi mà các bạn đang thắc mắc, các bạn cứ việc chia sẻ xuống ở phần bình luận, cô sẽ trả lời hết cho các bạn nha.